Lần nữa xin chân thành cảm ơn anh. Nếu có dịp mời anh về nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường để anh em mình được ngồi nói chuyện nhiều hơn. Công tác hay là công việc ở trên Thái Nguyên thì cũng rất trân trọng mời anh đến gia đình để anh em mình ngồi đã tâm sự nhiều. Vâng ạ. Xin anh một lần đọc rõ lại cái địa chỉ của anh để có dịp biết đâu em mới tới sao. Còn tôi thì là hiện tại là đang ở phường Lương Sơn, tổ Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Còn quê quán tôi là thôn Ngang Nội, xã Yên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vâng. Và làng tôi là làng Văn Hóa Cốc. À, bảo sao Đấy, là thấy anh hay và hát ở năm cuối tuần trên. này còn rất nhiều các nghệ nhân quan họ lại làng tôi này, rất nhiều Vâng, tuyệt mà vời. cái nôi quan họ đấy. Vâng. Vâng, bây giờ như này, em chưa là phỏng vấn ai mà được nghe một đoạn hát quan họ. Bây giờ anh vui lòng hát một đoạn quan họ cho em và mọi người được nghe có được không? Ví Hát ví không hát một đoạn thôi. Dạ hát bò vâng. thì Dạ không có nhạc. vâng, em sẽ cổ vũ anh. Lời cổ: nhân sinh hỷ thịnh ý chí là thịnh chí ở đời, là thịnh chí ở đời, là chỉ rằng hai ơi lặng ngồi mà nghe. Một chỗ của trong một cái bài hát vui bốn mùa nhỉ. Thế cuộc sống giờ lúc nào cũng vui đấy, cho nên Vâng. là Vâng, cảm ơn lúc nào anh. có thể ra hát được anh ạ. Vâng, cảm ơn anh một lần nữa. Chúc anh có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Không những anh mà toàn thể gia đình nhà mình có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Và một lần nữa rất cảm ơn anh, Vâng, rất xin cảm chào ơn người các Thái Nguyên. Xin chào người Thái Nguyên. Chào anh ạ. Vâng, em xin được chào anh ạ. Anh cho em hỏi anh họ tên là gì và hiện nay anh đang ở đâu ạ? Vâng ạ. và sinh sống ở trên thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, và hiện tại là nơi tôi đang sinh sống. Vâng. Đấy. Anh họ tên là gì ạ? Tôi là Nguyễn Tiến Sĩ. Vâng. Dạ. Vâng, được biết là trước đây anh có sử dụng cái sản phẩm thuốc chữa bệnh táo bón Kinh Liên. Xin hỏi anh trước đây là anh bị tình trạng táo bón nó ra làm sao? trẻ tôi đã bị những cái bệnh này rồi, Vâng. mà thuốc thì cứ dùng thuốc tây thì quả thật là nó cũng khỏi, nhưng sau rồi thời gian rất ngắn nó lại bị lại, cứ liên tiếp như vậy đấy. Thế sau đó là mà nó sinh cái bệnh táo bón là tôi cảm thấy rằng mà cũng là kinh nghiệm, thật ra là bác sĩ hay là thầy thuốc mọi người là kiểm tra hay là kê đơn uống, tôi nghĩ rằng là nó chỉ là tạm thời. Thế còn là sau khi mà quá trình thời gian hàng vài chục năm vừa rồi, để đến khi mà trong cái thời gian mấy chục năm là khoảng 30 năm, là cái năm là 2009, à 2000 là 1989 là Vâng. tôi đã phải bị cắt xén một lần đấy nhở. Vâng Đấy, ạ. cái năm đấy tôi cắt xén một lần rồi, năm 1989 là Vâng. còn trẻ cắt một lần, sau đó là đến năm 2007 lại cắt lại một lần nữa, mà cho đến năm 2019 là nó bị lại lần này rất nặng, nặng lắm. Ở anh ấy, sau đó là cắt ở bệnh viện, cắt về sau một tháng sau lại bị lại, xong rồi bị lại, sau đó là từ cái bệnh táo bón này nó sinh ra. Tôi nghĩ là tất cả là do táo bón sinh ra phải chỉ hết Dạ vâng đúng đấy. rồi. Sau đó là đi gặp thuốc của anh là tôi thấy là bắt đầu tôi thấy nó cầm mà thấy nó ổn định, thì cứ như vậy tôi dùng nhưng mà sau đó là kết hợp đi cắt năm 2019, đi cắt một lần nữa, nhưng mọi lần trước tôi thật anh cắt xong thì 1-2 tháng sau nó lại bị lại,
sau đó là đến khi gặp thuốc của anh uống được, sau khi cắt xong mà uống thuốc của anh là gần như cầm. Vâng mà ạ. cho đến giờ phút này tôi đã anh tôi thật lên anh là nó lên cân lắm, cho nên là gần như bây giờ còn không dám cả ăn uống kiêng, mọi cái là gần như là phải kiêng ý, không có lên cân. Cái cuộc sống như thế nó vui tươi, nó thoải mái, trước như là anh bị khổ lắm. Vâng nhiều khi mình cứ cố 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 nén trong cái tâm của mình thôi, vâng còn ạ. thật ra bên ngoài không ai biết là mình ấy, là anh biết là tôi đang từ 75-76 cân, cao 1m70, nhưng mà sau xuống đến mức độ 67 cân, xuống 10 cân đấy, sau khi đến giờ phút này tôi lại 74 cân. Xin hỏi mà ạ. Tôi sẽ giữ cái mức độ này, cố giữ cái mức độ này. Vâng ạ, xin đấy, xin rất cảm ơn anh, vâng. Rất là cảm ơn là anh, là cái thuốc nhà thuốc của anh là đúng là gần như tôi là hồi sinh lại. Vâng ạ. Đến giờ phút này thoải mái lắm anh ạ. Vâng ạ. Anh là một trường hợp rất đặc biệt, em cũng lưu số của anh, lý do là anh bị táo bón những 35 ngày đầu tiên mà anh mua thuốc, anh kể anh là bị táo bón 35 và sau khi dùng một liệu, anh nhớ là anh mua mấy liệu trình nhà thuốc nhỉ? Tôi mua anh 2 lần, nhưng mỗi lần chỉ có 500.000, có 1 triệu, nhưng mà mọi lần trước tôi mua hết chỗ nọ chỗ kia thì anh cứ vài chục triệu hoặc là hơn 10 triệu mới 50 triệu, nhưng mà không có một cái tác dụng gì, gọi là đây tôi phải nói sự thật, nhất là mua ở trên mạng vâng. Thì anh không có một tác dụng gì, tức là họ cứ gửi đến cho giới thiệu giáo sư nọ giáo sư kia, nhưng là anh là có bạn mà thì vãi tứ phương, đâu giới thiệu hay là tôi sẽ đến, mà thậm chí là anh ấy có những đợt điều trị cứ 14-15 triệu, 10 triệu, tôi rất tốn kém về cái khoản tiền đấy, nhưng mà ngược lại không đem lại cho một cái gì cả. Vâng. Nhưng mà thực tế uống của anh là có vào 1 triệu, gần như là không bằng số liệu của chỗ chữa khác, nhưng mà bệnh là khỏi, tôi thấy rất là cảm ơn anh. Vâng, mà giờ này anh đi lại. Dạ vâng, mà giờ này có nghĩa là anh sau khi là dùng có 2 liệu trình thuốc của nhà thuốc và có 2 hộp thuốc, đến giờ này là anh khỏi bệnh táo bón đi theo anh những 30 năm rồi, có phải không ạ? Vâng, đúng đấy, tôi là khoảng chừng 30 năm, trên dưới 30 năm rồi. Xin hỏi anh là trong người người số 5 thì chắc chắn anh phải đi chữa nhiều nơi nhưng mà bệnh nó vẫn chưa khỏi, thì lý do tại sao anh biết được, có duyên nào để anh biết được nhà thuốc đông y Bảo Lộc Đường mà anh đặt mua thuốc? Tôi cũng tham khảo trên trên mạng, đọc báo hoặc là nghe xem ở trên TV, tôi thấy giới thiệu rồi tôi mới chụp lại cái số điện thoại của anh, và rồi tôi sẽ gọi điện cho anh để anh tư vấn, nhưng mà tất cả đều tôi cũng đều thử hết, vì thật ra là tôi cũng tin về thuốc đông y, vì thuốc tây nó chỉ trước mắt thôi, thật ra là những thứ mà uống xong rồi bệnh nọ sang bệnh kia, tức là nó lại có khi chữa lúc nọ nhưng sau lúc khác nó nóng cơ thể nó lại như vậy ạ. Mà cái giống đấy là anh nó bị trĩ nhanh lắm, táo bón ấy tôi thấy rồi, nhanh lắm, nhưng mà lần này là anh mấy năm nay rồi, 2 năm nay tôi thấy rằng là gần 2 năm gần như là ổn định nhất trong cái cuộc đời tôi từ xưa đến giờ. Vâng ạ. Tôi thấy rằng ổn định nhất mà giờ thấy thoải mái lắm. Đấy, có một lần em nghĩ trong đầu là anh là một trường hợp rất đặc biệt, sẽ có lần em đến nhà anh hỏi thăm và ghi hình, nhưng mà vì dịch bệnh Covid nên không đi lại được, khó khăn, thì em hôm nay em trước mắt là cảm ơn anh đã cho em xin cái hình ảnh sau khi là anh bị táo bón tầm 35 và dùng có 2 cái lọ thuốc của nhà thuốc, đến giờ là ổn định được 2 năm rồi, không phải phụ thuộc vào thuốc nữa, phải không ạ? Đấy. Bấm, khi mà anh sử dụng có 2 lọ thuốc của nhà thuốc, bây giờ đi ổn định rồi, không phải phụ thuộc vào một loại thuốc gì nữa, có phải không ạ? Không, không phải gì cả, do mình ăn uống chế độ anh ạ. Đấy. Điều tôi chủ yếu là đến giờ phút này, nếu nói ra thật ra là ăn uống là điều độ, bây giờ mình cũng tính như thế. Kết hợp với như anh tư vấn những cái gì là tôi thực hiện thế. Cho nên đến giờ phút này tôi thấy rằng là phải nói là thuốc của anh phải nói là hiệu nghiệm rất nhiều mình. Và tôi là người thực tế đây, tôi là người trực tiếp mà đã người sử dụng thuốc của anh, chứ không phải là qua người nọ người kia nghe ai hết. Vâng. Đấy, mà tôi là người trực tiếp, cho nên đây là tôi nói bằng sự thật, chứ không phải nói là nói chuyện với anh để tôi nói như vậy đâu. Dạ vâng. Đấy, mà đây nó bằng sự thật, có cái nào tôi nói, mà có cái gì, mà thứ hai nữa là thấy anh là cũng là không biết là bác sĩ hay là dược sĩ hay như nào tôi cũng chưa biết, nhưng mà đã là nhà thuốc
mà thứ nhất là cái tư vấn là một, thứ hai chăm sóc khách hàng, thứ ba nữa là chăm sóc bệnh nhân và cái giao tiếp, cái ứng xử. Tôi thấy anh là người nhã nhặn, thấy tôi cảm thấy nó cởi mở lắm, thấy mình thoải mái lắm. Người tôi là anh ấy, nào là bác sĩ, lắm người tôi đây, tôi nói thật, có người thì bảo là tôi hỏi, tôi bảo uống một tuần rồi không khỏi, họ thì nói là không khỏi thì chuyển thuốc khác, phải khỏi thôi chứ. Anh nói cứ hết đợt nọ hết đợt kia, nó kéo dài, nó kéo dài có hàng tháng trời, anh nói dùng cả tháng sinh thứ hàng tháng trời, thì anh bảo là còn gì là người, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tôi thấy rằng là cái cách chữa như thế tôi cũng không 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 thấy thấy đến giờ tôi cũng có cái kinh nghiệm. Vâng, qua dòng thời gian một chút, khi anh bị bệnh táo bón mà dùng một số loại thuốc không ổn, lúc đó anh có cảm thấy lo sợ không? Trở qua cái công việc hàng ngày, mình còn con gái nó nhỏ cũng suốt ngày phải cũng phải làm ăn buôn bán hay là làm việc đó việc kia để duy trì cuộc sống hay là có đồng tiền để còn chữa bệnh chứ anh, còn con cái còn gia đình. Thế cho nên là nhiều khi thật anh là bi quan lắm, nhưng mà mình vẫn phải vui vẻ không tỏ ra bên ngoài bất cứ cho ai biết cái bệnh này, tôi thật anh tôi không cho ai biết đâu, không người nào biết. Đấy, cho nên là thật anh cái loại này mình cũng chả có gì là ngại cả, nhưng mà thật không có gì là xấu cả, nhưng mà thực tế là cái bệnh mới đến với ai người phải chịu. Đấy, thế nhưng gặp thầy gặp thuốc mới là điều đáng đáng đến giờ phút này, thật anh tôi chả có gì tôi xấu hổ tôi ngại. Vâng, nhìn thấy nụ cười trên Mình môi của phải trải qua anh, rồi. nhìn thấy nụ cười trên môi của anh, biết anh cũng một là người cởi mở, hai là sau khi mà rũ bỏ một cái bệnh ở trên người mình lâu năm, nó giống như là bỏ một cái gông cùm ở trên người ấy. Anh có cảm thấy là vui khi mà tuyệt vời khi mà dùng cái sản phẩm thuốc Dobi bảo đọc đường không? Thuốc trừ táo bón ấy. Có nhỉ, mà tôi đã về về quê nói chuyện hết cả dưới quê đấy, mọi người cũng bảo là sau là có người thì lại anh em của sau lúc nào coi như về cho cái có anh gửi cho đấy, tức là chính ai chứ bà mẹ tôi cũng bảo tôi bảo đây sau lúc nào về được, nhưng mà chính sau lúc dịch bây giờ là cũng chả về nữa, mà hai đi lại vẫn được, nhưng mà thật anh mình cứ kiêng, tôi cũng lâu cũng không về quê đâu, nửa năm nay đó không về Vâng. đấy, bảo thôi lúc nào dịch nó vắng thì tôi nói là sẽ về, tôi nói là sẽ bảo anh gửi thẳng đến cho bà hai là bảo gì đi quê đấy, thì mọi người là cũng bảo tôi khi nào về thì cho số điện thoại khác tôi cứ gọi điện cũng được, có người tôi cũng cho số điện thoại rồi nhưng chả biết họ liên lạc với anh chưa, Vâng. nhưng mà cơ bản mình phải nói hết cái ấy của mình đã, đúng không, Vâng. cái bệnh của mình ngỏ với cả với họ tin tưởng đã, như đây thực tế là Vâng. mình khỏi nhưng mình muốn cho người khác khỏi như mình, Dạ. những người cũng như thế khổ lắm ấy ạ. À, người ta mình cũng khi mình có bệnh rồi mình biết là nghĩ ngẫm đến người khác người ta khổ như thế nào đấy, Vâng. cùng nhau để nó khỏi thì đúng là đấy, là ai cũng mong muốn cho nhau sức khỏe thôi. Vâng, cái sức khỏe là quý nhất, có sức khỏe thì làm gì cũng được, đi đâu cũng được, không có sức khỏe nguyên lo cái bệnh mà thấy mệt rồi. Thì Mà thật là đây và tôi nghĩ cái bệnh này khổ nhất trong các loại bệnh tôi bị rồi, tôi biết rồi, tôi gãy xương nha, tai nạn gãy xương tôi còn không thấy khổ bằng, đau chỉ đau chốc lát thôi đấy, thế nhưng mà cái bệnh này nó kéo nó dai dẳng cả đời nha, khổ lắm, nó theo mình phải sống chung với lũ cái kiểu này thì không thể không tồn tại được đấy, khổ lắm. hôm nay em cũng xin giới thiệu thêm một chút với anh và mọi người. Em tên là Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở đầu làng thôn Thổ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng là tối ngày thứ bảy, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021, cũng là hôm thứ bảy, thì em nghĩ là anh hôm nay có thể rảnh để em gọi tâm sự với anh một chút. Và thay mặt nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, xin được cảm ơn anh. Thứ nhất, anh đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm thuốc chữa bệnh táo bón kinh niên của nhà thuốc, và đến giờ này anh đã khỏi hẳn rồi. Và thứ hai nữa là anh bớt một chút thời gian tối thứ bảy đã tâm sự với em cùng mọi người về cái sản phẩm chữa bệnh táo bón. Sau một thời gian anh dùng và đến bây giờ thì là anh khỏi hẳn rồi. Thay mặt nhà thuốc, chân thành cũng cảm ơn anh. Cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ấy thì cũng là lời cảm ơn của tôi,
mà cũng là cái lời cái giải bày cái tâm tư hay là cái tình cảm hay là cái nỗi khổ của tôi từ xưa đến giờ. Thế cho nên là cũng qua cái cuộc trò chuyện với anh hôm nay ấy, tôi cũng giải bày hết tất cả những cái gì của tôi đấy, cái sức khỏe của tôi cũng như là cái quá trình điều trị thuốc của anh cũng khoảng chừng 6 tháng đấy, khoảng 6 tháng vâng. Đấy đấy thì cũng là thứ nhất là cũng là chân rất trân trọng và cảm ơn là cái nhà thuốc của anh là giữ cái uy tín như thế này để cứu độ cứu người, đúng ra là tái sinh như tôi là tái sinh đấy, tôi cảm thấy như vậy. Thế nên là rất là cảm ơn là nhà thuốc đấy đã đưa ra một cái sản phẩm rất là hữu ích mà thực dụng, giá lại rẻ, đấy là cái là vừa túi tiền cho tất cả các tầng lớp. Vâng. Cái điều đấy cũng là rất là quan trọng đấy anh ạ. Đấy cho nên là cũng là cũng không biết nói gì nhiều cả, chỉ biết là từ đáy lòng thay mặt cho tất cả vợ con gia đình tôi là cũng là cảm ơn, tức là nhà thuốc của anh là đã chữa khỏi cho tôi cái bệnh này. Vâng. Đấy và chúc anh là cứ phát triển và cứu độ cho tất cả những người khác cũng như tôi thời gian trước. Vâng ạ, nhà thuốc cố gắng dùng thảo dược của trên đất nước Việt Nam, hoàn toàn là thảo dược để chế ra các bài thuốc cũng như là kết hợp với các bài cổ phương của các cụ ngày xưa để tạo ra những bài thuốc gọi là sử dụng tốt nhất đối với con người sử dụng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh, nếu có dịp mời anh về nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường để anh em mình ngồi nói chuyện nhiều hơn. Và cũng có một lời đề nghị nữa là khi nào có thời gian anh lên công tác hay là công việc ở trên Thái Nguyên thì cũng rất trân trọng mời anh đến gia đình để anh em mình ngồi đã tâm sự nhiều. Vâng ạ. Xin anh một lần đọc, xin anh một lần đọc rõ lại cái địa chỉ của anh để có dịp biết đâu em lại tới sao. Vâng, tôi thì là hiện tại là đang ở phường Lương Sơn, tổ Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Thế còn quê quán tôi là thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vâng. Và làng tôi là làng Quan Họ Gốc. À, bảo đấy. Sao là thấy anh hay hát ở trên. Còn rất nhiều các nghệ nhân Quan Họ, đấy, làng tôi ấy, rất nhiều. Vâng, tuyệt vời. Và cái nôi Quan Họ đấy. Vâng. Vâng. Bây giờ như này, em chưa là phỏng vấn ai mà được nghe một đoạn hát Quan Họ. Bây giờ anh vui lòng hát một đoạn Quan Họ cho em và mọi người được nghe có được không? Ví không, hát một đoạn thôi. Vâng, hát là hát bò đấy ạ. Dạ hát vâng, thì dạ vâng. Vâng, em sẽ cổ vũ anh. Tôi hát một đoạn, một chỗ của một cái lời cổ. Nhân sinh hỷ thịnh nhi chi mà nghe tôi kể bốn mùa. Đấy là một trong cái một chỗ của trong một cái bài hát vui bốn mùa nhỉ. Cái cuộc sống giờ lúc nào cũng vui. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Có thể ra hát được anh ạ. Vâng, cảm ơn anh một lần nữa, chúc anh có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, không những anh mà toàn thể gia đình nhà mình có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Vâng, xin chào người Thái Nguyên. Xin chào người Thái Nguyên. Chào anh ạ. Anh tắt máy cho em đi ạ. Vâng. Anh này là người đã bị táo bón kinh liên 35 và đến giờ đã hoàn toàn khỏi. Đấy, siêu phẩm một chữa bệnh táo bón kinh liên của nhà thuốc. Hôm nay cũng là ngày mùng 4 rồi, mùng 4 tháng 12 năm 2021, cũng là hôm thứ bảy. Mình cứ ghi hình cũng hơi dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường sẽ cố gắng mang lại những giá trị tốt nhất từng trong từng sản phẩm để chữa bệnh cho mọi người. Xin cảm ơn quý vị.